Ba kiếp yêu hận. Tập 3. Thì ra cô quan giải như vậy à? Anh chỉ không biết trò này thôi à? Tôi thực sự chỉ muốn bóc mắt cô ra, vừa hay. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Đừng vội, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để chơi lắm. Rõ ràng cô ấy có cơ hội giết nên trả thù, nhưng lại chỉ muốn trộm chìa khóa để bỏ trốn. Xem ra cô ấy quên hết tất cả rồi. Tại sao cô lại bắt tôi? Vì cô là kẻ trộm. Trộm? Đúng. Cô ăn trộm đồ của tôi, muốn đáng tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Rõ ràng là cô đang vu cáo tôi. Thế thì sao? Một nhà hoàng làm việc gặp như cô, tôi muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh đấy. Cô, hôm nay tôi phải dạy dỗ cô, trói cô ta lại, để tôi xem ăn đâu xong còn thành thật như vậy nữa không. Thả tôi ra. Cùng quá. Anh Hồng Diệp, cô ta nổi lòng tham, dám cướp cả đồ của em. Em mất cái gì? Quần áo. Quần áo em mới mua mất hết rồi. Chắc chắn là cô ta đáp tâm chống đối em. Rõ ràng là cô đang nhiêu cáo. Nếu không thì cô lấy chứng cứ ra đây. Cô còn vào một không có chứng cứ mà đã định dùng đòn tra tấn. Đường đường là phủ đốc quân mà chỉ biết đẩy mạnh hiếp kiến thôi à? Nếu thế thì các người đánh tôi đi. Được. Chúng ta không nên đẩy mạnh hiếp yếu. Anh Hồng gì? Anh định bỏ qua cho cô ta như vậy sao? Nhưng đánh thì cũng phải đánh cho danh chính ngôn thuận mới được. Các người cứ diệt lục soát phòng tôi đi. Thứ bị mất là quần áo. Lục soát phòng cô có gì không? Tôi không trộm quần áo của cô ta. Tại sao lại phải cởi? Như mộng, tôi đang giúp cô chứng minh sự trong sạch đấy. Tôi không cần. Vậy sao được? Cởi nhanh lên. Đồ của cô ta không ở trên người tôi. Sao tôi phải cởi chứ? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Giờ thì được rồi chứ. Nhìn rõ chưa hả? Đều là đồ của nha hoàng. Nhỡ thứ kiều kiều mất lấy thì sao? Tiên Hồng Diệp, tên khốn nạn nhà anh, sau này tôi sẽ trả lại anh gấp trăm nghìn lần. Được thôi, tôi chờ. Cởi tiếp đi.
cút. Em muốn giữ nó lại. Anh nhìn này, lá phong đỏ như lửa, giống như tên của anh vậy. Vậy thì anh sẽ làm nó thành thẻ giấu đen cho em dùng. Hồng Diệp, qua đêm nay là chúng ta trở thành vợ chồng rồi. Anh sẽ luôn yêu thương em, bảo vệ, đối xử tốt cho em chứ. Yêu cầu của em đơn giản quá rồi đó. Vậy em muốn anh đánh thức em bằng một nụ hôn mãnh liệt mỗi sáng thức giấc, sau đó bế em đi ăn sáng. Em còn muốn anh cùng em làm sườn sáng như Tiểu Khúc. Tóm lại, Tiêu Hồng Diệp, anh phải biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này nhé. Móc quán. Anh hứa. Cô chủ, em mang trang sức cài đầu đến rồi. Đẩy xuống đi Đông Nhi. Dân. Vậy anh cũng đi, chuẩn bị đi. Khoan đã. Tối nay thành hôn xong, em có niềm vui bất ngờ dành cho anh. Gì vậy? Đến lúc đó anh sẽ biết. Vậy anh đi trước nhé. Thì ra đây chính là niềm gì bất ngờ mà cô nói. Tiên phụ Tiêu Khánh Lịch qua đời vì đói khát. Tiên mẫu Trương Ngọc Phong nhảy xuống giếng tự vẫn. Tiên phụ Tiêu Khánh Lịch qua đời vì đói khát. Tiên mẫu Trương Ngọc Phong nhảy xuống giếng tự vẫn. Tiên phụ Tiêu Khánh Lịch qua đời vì đói khát. Tiên mẫu Trương Ngọc Phương dậy xuống giếng tự vẫn. Mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Hồng Diệp. Mình cũng không thoát khỏi phủ đốc quân. Vì sao anh ta lại đối xử với một nha hoàn là mình như vậy? Nếu cuộc bây giờ mình phải làm gì? Như Mộng, Đốc Quân gọi cô đi hầu hạ. Tôi biết rồi. Đã thế này rồi thì mình còn gì để sợ nữa. Cứ làm tốt thôi. Đốc Quân có gì giảm dò? Không có mắt à? Dân, để tôi đi lấy nước.
Có chút gì cũng làm không xong. Tôi lau sạch ngay đây. Chỗ này nữa. Nhưng tôi lau. Thứ bẩn thỉu này cũng xứng chạm vào tôi à? Giờ anh hài lòng chứ? Hài lòng. Cái dẻo mang ngoãn hạ mình này của cô, cái dáng nha hoàng thật rồi đấy. Cảm ơn đốc quân đã khen. Cô đi ra đó làm gì? Anh muốn làm gì? Tôi vẫn luôn thích nha hoàng dùng cơ thể của mình để hầu hạ tôi. Vậy hay là tôi cởi đồ ra nhé. Đằng nào cũng không phải lần đầu tiên. Nếu cô đã tích cực như vậy thì tôi miễn cưỡng chấp nhận cô vậy. Quốc, anh Hồng Diệp em dặn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.